Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 thì Xuân Đỉnh lại khui ra được một cái cặp loa của hãng Sony nguyên cả chân đế. Hàng này thì rất là độc, phục vụ cho các bác phối ghép về những cái bộ âm thanh của nhà mình. Thì đây là một cái cặp loa mà Xuân Đỉnh vừa khui ra, đúng tiêu chí là hàng bãi nguyên bụi. Loa bass 25, 3 đường tiếng, gân vải, lụa, màng giấy, một chung giấy, một tép đôm, có cả chân đế đầy đủ các bác nhé. Model của nó là Sony S11 bass 25. Chiều cao của loa là 70, chiều ngang 31 và chiều sâu là 30. Thùng còn khá là đẹp. Đã test đều hoạt động tốt thì mới đăng bán cho các bác. Và khi các bác nhận hàng thì bác cũng kiểm tra, test kêu thì mới thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Và Xuân Đỉnh chỉ trước khi đăng bán cho các bác thì cũng đã kiểm tra về loa rồi. Dòng loa này là một trong những dòng loa rất là hay của hãng Sony. Và model này thì nó cũng khá là ít tại thị trường Việt Nam. Tổng quan về loa khá là đẹp, căng cước còn đầy đủ. Căng của nó là căng khung nhựa, cho nên nó có bị dính bẩn thì các bác về các bác giặt bằng xà phòng là nó sẽ sạch. Có một vài vết chày xước nhỏ. Tem đầy đủ, và dòng này thì nó có hai cái chỉ màu trắng. Đấy, tem Sony ở bên trên, mã của nó là bên dưới là S11. Hình thức thì cái cặp loa này nó khi nó có cái chân đế là nhìn nó rất là sang trọng. Đấy. Dòng này nếu như ghép hay thì các bác cứ ghép cho Xuân Đỉnh vào những dòng Omni Pioneer, kể cả Omni Pioneer cỏ như i7 hoặc là i77 hoặc 7900. Đánh những dòng loa này rất là tuyệt vời, tiếng dòng này lại rất là lực luôn. Loa 3 đường tiếng bass 25 thì Xuân Đỉnh sẽ quay thật gần thì các bác cùng nhìn về loa. Đây là một cái cặp loa gọi là nguyên bãi bụi, Xuân Đỉnh vừa mới khui ra thì đã kiểm tra rồi, đang bán cho các bác, nhưng mà bán theo đúng tiêu chí là hàng nguyên zin. Đấy, hàng bãi nguyên zin thì nó phải có bụi, chứ không phải hàng bãi nguyên zin mà nó lại sạch mà không có bụi hoặc là góc cạnh xuất sắc, thì nói thật với các bác là rất là ít, ngoài trừ là những cái hàng đấy nó được đóng gói kỹ càng từ bên Nhật hoặc là được vệ sinh sạch sẽ rồi, chứ còn nếu như đúng tính chất là hàng bãi thì nó phải có bụi. Đấy, loa đây nó là hàng đã qua sử dụng, loa 3 đường tiếng. Thông số của cặp loa thì nó có ở ngay trên kia màn hình của các bác này. Một bát 25, một chung 6 và một tép đôm. Đấy. Trong này thì nó có trở kháng là 6 ohm. Công suất của nó thì Xuân Đỉnh sẽ quay đằng sau. Công suất của nó là 50W một loa. Vì những dòng loa này nó ghi công suất là công suất thật. Nhưng với những cái cấu hình loa bát 25 này thì các bác cứ an tâm rằng chơi rất tốt. Diện tích phòng từ 30 đến 40m2. Vì sao cặp này mà Xuân Đỉnh lại để nguyên bụi bán cho các bác? Vì nó có một cái điểm xấu. Hoặc là khi họ đóng gói ấy, thì họ có va tay vào cái loa chung này. Đấy, các bác thấy loa chung nó có một vết nứt nhẹ trên cái màng. Đấy. Thực ra loa chung này thì nó cũng không ảnh hưởng về chất âm mà nó chỉ ảnh hưởng về cái hình thức. Tại vì sao? Vì riêng cái loa chung của tất cả những cái dòng loa thường thường thì thứ nhất là một là nó sẽ thiết kế kín ở bên trong, vì cái loa chung này thì nó chỉ có ra phần lời thôi nên nó không có dao động giống như cái loa bát. Nếu như loa bát mà cái phần gân mà nó bị lỗi thì phải bắt buộc phải thay gân. Còn riêng những dòng loa chung hoặc là loa tép thì bác nào mà hay dùng những dòng loa 77A, 88A thì các bác thấy là những cái viền của cái loa tép ấy nó mất hết cả gân, nhưng nó không bị làm sao cả, vì cái phần chung phần tép thì nó là tĩnh, nó đứng im một chỗ thôi. Đấy, đây Xuân Đỉnh chỉ rõ rồi các bác. Còn đâu là các cái khác thì rất là đẹp, nguyên bụi. Đấy. Tuyến loa của những dòng này thì đẹp leng keng, rất là đẹp luôn các bác nhé. Bát 25 chân đế đầy đủ, góc cạnh thùng cũng vậy, chúng nó có bụi bẩn, có sờn, nhưng mà thùng thì nó không bể nở. Tại vì sao? Vì đây nó là cái cạnh thừa bên ngoài này. Nó thừa, nó dày đến gần một phân. Đấy, nó chỉ sườm nhẹ thôi. Còn đâu tất nhiên thì nó phải có bụi bẩn và nó cũng cũ theo thời gian, vì đây là đều là đồ cũ rồi. Sony loa bên này là 119. Còn bên này là 120. Vì những dòng Sony là thiết kế là Sony liền kề. Đấy, góc cạnh thùng khá là đẹp. Chất âm rất là hay. Xuân Đỉnh bán cặp loa bass 25 của Sony nguyên cả chân đế này. Mức giá xả cho các bác chỉ có 4 triệu đồng. Giá cực kỳ là tốt cho một cái cặp loa bass 25 của hãng Sony. Tiếng thì nói thật với các bác là nếu như bác nào cứ gần cửa hàng Xuân Đỉnh, các bác cứ qua nghe trực tiếp, đảm bảo với các bác về cái chất âm. Tiếng bass của dòng này đánh cực kỳ nó uy lực và đánh rất là hay luôn. Và đằng này thì
rất ít khi có cái cặp nào nó về cả chân đế, và đây cái riêng cái cặp này nó có đủ cả chân đế luôn, và chân đế rất là đẹp. Loa Sony SS11 bát 20 năm 3 đường tiếng có mức giá chỉ có 4 triệu đồng nguyên bụi bặm luôn. Đây là giá tại cửa hàng của Xuân Đình, và những cái sản phẩm này thì Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình, và mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình là 0395 727 582, và địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng của Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.